Ok, hôm nay bạn nào mà đăng nhập đủ hết 12 ngày thì chúng ta sẽ nhận được 30 kim cương nè mọi người. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành xong cái bảng điểm danh 5 rồng rồi nha. Đó, còn mọi người sao nè? Ôi, hôm nay chúng ta có một cái sự kiện mới nè mọi người. Ôi, tìm sô-cô-la bị mất nha. Rồi, ngày đầu tiên chúng ta phải tìm 4 thanh sô-cô-la ở khu vực của La Gia nha. Rồi, bây giờ cùng mình đi tìm nha mọi người. Nói đi tìm thôi chứ thực chất là mình đã coi TikTok rồi nên mình cũng biết rồi mọi người. Rồi, cái cây sô-cô-la đầu tiên là nằm ngay chị Kem nè. Cây kem thứ hai sẽ nằm ở trong cái nhà hát nha mọi người. Đấy, ngay chỗ mấy cái áo nè. Rồi, cây thứ ba nằm ở chỗ trạm chờ xe buýt nè mọi người. Ngay cái bên rụt rè luôn nè. Và cây cuối cùng nằm ở ngay chỗ ăn bánh pháo nha. Ở ngay bãi biển nè mọi người. Vậy là mình đã tìm xong 4 cây thanh sô-cô-la trong ngày đầu tiên này rồi. Và cái phần thưởng sự kiện này là xích đu cặp đôi Valentine. Thì theo mọi người đoán cái xích đu này sẽ là trang trí ở trong nhà hay là một cái phương tiện? Thì theo như mình đoán sẽ là một cái phương tiện di chuyển nhé và có thể ngồi được hai người nha mọi người. Đấy thì mọi năm cái mùa Valentine đều sẽ tặng cái phương tiện hết. Như năm ngoái là tặng một cái xe đạp nha. Và cái hộp quà đầu tiên mình sẽ nhận được một cái thổi bong bóng hình trái tim nha mọi người. Đấy. Và cái sự kiện này ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp nha. Thì mỗi ngày nó sẽ mở một ô nha mọi người. Và là chúng ta sẽ làm trong 5 ngày là hoàn thành nhé. Thì mình thấy những cái mốc sau nó sẽ khó hơn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thổi thử cái bong bóng này nha. Đó, khi thổi ra thì sẽ có một cái bong bóng trái tim bay ra mọi người ơi. Ồ, cũng dễ thương đấy. Rồi, bạn nào mà chưa làm thì vô làm nha mọi người. Và ở đây thì hầu như tất cả mọi người đã làm xong cái sự kiện rồng hồ về của KA rồi đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta có nên tiếp tục làm nhiệm vụ không mọi người? Thì tất nhiên chúng ta vẫn phải làm nha. Tại vì chúng ta vẫn còn một cái sự kiện nữa, đó là cửa hàng rồng hồ về Thanh Long nè. Ở đây chúng ta sẽ cần phải có xu Thanh Long để đổi quà nha mọi người. Bây giờ là những cái cách mà tìm xu Thanh Long mà mình biết nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của Thanh Mục, Thanh Đệ nè và Thanh Long nè. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhận ở các cái phần quà nè. Ví dụ như quà hôm nay nè mọi người. Đấy, ở trong đây cũng sẽ có xu Thanh Long nha. Mọi người nhớ chịu khó coi quảng cáo để chúng ta có thể nhận được nhiều xu nhất nha mọi người. Rồi, cái hộp quà tò mò này mình mở được 7 kim cương luôn nha. Ôi, hôm nay cái hộp quà tò mò này xịn dữ vậy. Sau khi nhận quà hàng ngày xong thì mọi người sẽ vào cái mục nhiệm vụ hàng ngày để chúng ta làm tiếp nha. Thì ở nhiệm vụ hàng ngày này chúng ta sẽ có là 11 nhiệm vụ nha mọi người. Và mỗi nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận được thêm 5 xu thanh long. Vậy là chúng ta tổng cộng nhận được 55 xu thanh long ở trong cái nhiệm vụ hàng ngày này nữa nha. Tiếp theo mình sẽ chạy tới thanh mục để nhận nhiệm vụ nha mọi người. Thì ở thanh mục chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ nha. Và mỗi lần trả nhiệm vụ thì mọi người nhớ xem quảng cáo để được nhân 3 xu nhé. Tiếp theo là một nhiệm vụ ở Thanh Long nha mọi người. Đấy, thì nhiệm vụ ở đây chúng ta cũng có thể coi quảng cáo để nhân 3 xu nha. Rồi, vì sao mình nói ở Thanh Long chỉ có một nhiệm vụ thôi? Thì cái nhiệm vụ thứ hai khi mà mình nhận ở Thanh Long á thì cái phần thưởng nó chỉ là cái một cái mồi câu thôi nha mọi người. Rồi, nếu như bạn nào mà thích làm để kiếm mồi câu thì cũng được thôi. Còn nếu như mà chúng ta kiếm xu thì không cần phải làm nhiệm vụ hai nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chạy qua Thanh Đệ để làm hai nhiệm vụ nữa nha mọi người. Nhiệm vụ đầu tiên thì hơi dễ nha mọi người. Đó, nhận và chỉ cần chạy ra lượng là đủ rồi. Còn nhiệm vụ 2 thì nó hơi khó một xíu. Đó là chúng ta phải đi tìm cái năng lượng nè. Thì cái năng lượng này nó sẽ là vừa đủ 10 cái nhá. Nên mọi người hãy để ý kỹ nhé. Thì nếu như mà bạn nào hay làm thì để những cái vị trí nó hay xuất hiện á, thì chúng ta cứ tìm lại những cái vị trí đó thôi nhé. Rồi sau khi xong nhiệm vụ hôm nay thì mình đang còn dư là 3.900 xu nè mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đổi những cái thứ mà xịn nhất trước nha. Rồi những cái thứ nào mà cùi nhất thì mình sẽ đổi sau. Rồi mình đã mở hộp quà thứ ba rồi nè mọi người. Rồi hộp quà thứ ba hôm nay sẽ là một cái bộ tóc nha. Tóc rồng hồ vệ nè. Vậy là chúng ta chỉ còn hai hộp quà nữa thôi. Hộp quà thứ tư sẽ là một cái cài tóc nè. Hộp quà thứ năm sẽ là một cái áo nha. Đó, cái áo đợt này khá là xịn nha mọi người. Đấy, bạn nào mà không làm nhiệm vụ á, sau này mình nghĩ là sẽ hơi tiếc một xíu đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi một số thứ nữa để cho nó hết xu luôn nhé. Rồi, mình sẽ đổi cái giấy dán tường này trước đi. Đó, mấy cái nào mà một cái nè thì mình sẽ đổi trước nha. Còn mấy cái 99 cái mình sẽ đổi sau nhé. Rồi, bây giờ cùng mình đi tham quan một cái chỗ mà rất là thú vị trong những ngày Tết mà bạn không nên bỏ lỡ nha. Rồi, mình đã tới rồi nha mọi người. Đó là hội chợ xuân nha. Rồi, các bạn biết nhà bạn này là bạn nào không? Đó chính là bạn Hồng Anh Đổ nhé. Thì hồi trước bạn đã có đề co một cái thành phố Hội An rồi, rất là hot rồi. Đợt này bạn đề co là cái hội chợ nha mọi người. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cổng hội chợ nha. Rồi, ở giữa chúng ta sẽ có một cái gọi là cái khuôn viên nè. Đó, sẽ có cái hồ nè.
Đó, có ghế chúng ta ngồi có hoa nha. Đấy, đầu tư rất là chỉnh chu nha mọi người. Đó. Đấy, chúng ta mệt chúng ta thì ngồi đây nha. Rồi, bây giờ cùng mình tham quan từng gian hàng ở trong đây nha mọi người. Rồi, đầu tiên là chỗ này chúng ta sẽ có bánh bánh nè, soda nè. Đó, các loại thức ăn, thức uống nha mọi người. Bên này là cái khu vực là chụp Tết nha. Đó, chủ nhà có thể có cái bàn nè, khu vực chụp Tết nè. Mọi người có thể vô đây để chụp những cái bức ảnh Tết nè. Đấy, có hai bạn đang chụp nha mọi người. Rồi, phía bên này là chỗ cũng là chụp Tết nha mọi người. Đó, có nồi bánh chưng nè. Đấy, thì mọi người có thể vô đây ngồi quây quần quanh nồi bánh chưng để chụp hình nha. Rồi, tiếp theo bên này là cái tạp hóa bà Tám. À, đằng trước này có cái xe bánh bánh này mọi người, nhưng mà không thấy ai bán hết. Rồi, đây là tạp hóa bà Tám nè. Đấy, bán tất cả các loại luôn nha. Đây, nhưng mà tôi thấy nha, có bán luôn cả cái máy tính mọi người ạ. Trời ơi, tạp hóa bán luôn cả máy tính, rất là xịn sò. Rồi, bên này là cái gì đây? Bánh dân gian à. Ở trong đây bán bánh dân gian, những cái bánh là làm thủ công á mọi người. Đó. Thì những bạn nào mà hay đi hội chợ thấy những cái gian hàng nó xếp ở hai bên này, có thấy giống không? Hãy để lại bình luận cho mình biết nha. Rồi, tiếp theo nữa là nhà vệ sinh nữ à. Có chủ nhà tâm lý nha, có cả nhà vệ sinh luôn nha mọi người. Rồi, bên này là nhà vệ sinh nam nè. Ê, nhà vệ sinh nam là có thêm cái bồn tiểu thôi nha. Đó, chủ nhà rất là tâm lý luôn. Ê, nhưng mà nhìn mấy cái nhân vật ở trong đây đi tiểu thấy nó hài không mọi người? Đó, nó đứng nó nhún nhảy nha. Rồi mắc gì đi tiểu đứng nhảy vậy? Rồi, ở giữa này chúng ta sẽ có một cái sân khấu nè, quá là hoành tráng luôn. Xuân Giáp Thìn nè. Rồi, hay nha mọi người. Ghi cái bảng này lên được cái màn hình hay vậy ta. Đây, mình đang có suy nghĩ là nếu như mà cái màn hình này thay vô cái màn hình mà gọi là cái màn hình của bản quốc tế á mọi người. Nhưng mà hiện tại server Việt Nam mình là chưa có coi được nhé. Đó thì nó rất là thú vị đúng không? Mình mở những cái hài Tết lên coi rất là hay luôn nha. Đó, hy vọng là Việt Nam mình sẽ update cái đó sớm nhất. Rồi, ở đây là cái gì đây? Cùng chơi ném chai, kiếm quà. À, thì ra ở đây là chơi ném chai kiếm quà. Rồi rồi, cái trò này mình biết nè. Rồi, những cái sạp hội chợ là rất là có cái trò này luôn nha. Đó, chúng ta ném đổ những cái chai, chúng ta sẽ nhận được những món quà tương ứng nha mọi người. Đấy, khá là chỉnh chu, hay nha mọi người. Bên này là cái hoa Tết à. Đây là cửa hàng hoa Tết nha. Thì ở trong các cái chỗ mà hội chợ á, hội chợ xuân á, thì mình thấy cửa hàng hoa Tết rất là nhiều luôn. Đó, các quán xá, quán ăn cũng nhiều. Ở bên đây là gian hàng nước nha mọi người. Đấy, nước chanh, nước các kiểu nè. Rồi, tiếp theo nữa là cái gì đấy? Cái xe đạp bắn bong bóng. Rồi, đây là cái quầy đồ ăn nha. Thì đồ ăn gì thì mình chưa biết. Đấy, nhưng mình nghĩ chắc là cá viên chiên này kia thôi. Rồi, tiếp theo nữa là tiệm may Thanh Thời. Rồi, mọi người có thể vô đây để may những cái bộ đồ mà mình thích nha. Ôi, có chỗ thay đồ nữa mọi người. Wow, bấm vô là vô tủ đồ của mình luôn à. Ảo thế nhỉ. Đấy, mọi người chấm nhà này bao nhiêu điểm? Mình chấm là 10 trên 10 điểm nha. Rồi, bạn nào mà Tết này chưa biết đi đâu á thì nhớ vô hội chợ xuân để tham quan nha mọi người. Mình chúc mọi người có một cái mùng 3 thiệt là vui vẻ nhé. Và thật là nhiều lì xì nè.